Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công, phát tài, phát lộc, vạn sự như ý nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một căn nhà mái thái thuộc khu G, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua nhà ở thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và trục đường này chính là trục đường DG7 ha. Dân cư ở khá là sầm uất luôn vì nó sát với khu công nghiệp ạ. Và đây chính là căn nhà mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn nha. Nhà mái thái á, có cổng nè. Cổng có đậu, có sân đậu xe hơi ha. Nhà này có diện tích là ngang 4 và dài 30, tổng 120m2, thổ cư 100%, sổ sẵn nha cả nhà. Nhà thiết kế gồm một phòng khách này, một phòng bếp, hai toilet, một phòng thờ và ba phòng ngủ. Phía đằng sau có sân để trồng rau ha. Rồi vị trí rất là rộng rãi. Vị trí này là để làm bếp ha. Rồi bếp với toilet ạ. Phía bên trong này chính là phòng ngủ nha cả nhà. Vị trí nó hơi có tối á. Và tiếp theo đó chính là phòng vệ sinh và phòng tắm ha. Vị trí này thì sau này chúng ta để máy giặt ạ. Và phía đằng sau này thì có sân này, chúng ta có thể tận dụng làm trồng rau hoặc là sân phơi, trồng cây cảnh. Phía đằng sau này rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha cả nhà nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên gác ạ. Nhà này thiết kế xong nhìn rất là đẹp, nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn xem cái mẫu mà thiết kế hoàn thiện rồi thì cả nhà hãy kết bạn Zalo để em gửi mẫu khi mà hoàn thiện để cho cả nhà xem nha. Nhà mái thái gác lửng rất là đẹp. Đang xây thì nhìn nó không có được đẹp, chứ còn nếu mà xây xong rồi nhìn đẹp lắm nha cả nhà. Và đây chính là phòng thờ nha cả nhà nha. Phía trên này là phòng thờ, bữa sau sẽ lắp kính cường lực, kính trong á cả nhà. Tiếp theo đây đó chính là phòng ngủ ạ. Phòng ngủ thứ nhất. Xong đến phòng ngủ thứ hai ạ. Đây phòng ngủ thứ hai nha cả nhà. Thì bữa sau cũng sẽ lắp la phông rồi đường dây gắn máy lạnh đầy đủ hết tất cả nha cả nhà. Do chưa hoàn thiện em quay nên là quay sẵn bán trước để cho cả nhà xem. Phía đằng trước đây dân cư ở khá là nhiều. Phía đằng trước đó chính là khu công nghiệp ha. Khu công nghiệp cách quá tầm 300-400m này. Và phía bên ngoài đường luồng này thì có toilet ha. Này toilet thứ hai nha cả nhà. Để bữa sau mà xây xong thì em sẽ quay lại thêm một lần nữa để cho cả nhà xem và hình dung. Còn những ai mà muốn biết cái mẫu nó hoặc khi hoàn thiện nó như thế nào thì cả nhà hãy kết bạn Zalo để em gửi thông tin cho cả nhà nhé. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư hoặc là muốn mua ở căn nhà này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi trên video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ.